Kính chào cô chú anh chị đến với vườn xứ Trúc Ly. Hôm nay con xin giới thiệu cây Hảo Quyên có hai nhánh san hô nha. Cây này cũ cực kỳ to luôn nha. Này nằm chậu 9A, hoành củ tầm 50. Cây này ghép 5 bo. Có bao này là lên hai nhánh san hô luôn nha. Đây. Đây một nhánh nữa. Cái này là con bán 300.000 nha. Dạ không bao phí ship nha cô chú anh chị. Nếu mà ai chuyển khoản thì còn bao ship. Kính chào cô chú anh chị,